Vâng, kính thưa quý vị, 7 gương mặt với 7 phong cách biểu diễn khác nhau. Và dù kết quả hôm nay có như thế nào đi chăng nữa thì các em đã cố gắng xuất sắc thể hiện phần thi của mình và đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Và chúng tôi xin mời các thí sinh có tên sau cùng bước lên phía trước. Xin mời thí sinh mang số báo danh 01 Lê Gia Linh, số báo danh 02 Nguyễn Hữu Hải Anh, số báo danh 03 Lê Tùng Lâm, số báo danh 04 Lê Thị Ngọc Ánh, số báo danh 07 Nguyễn Khánh Linh. Vâng, quý vị thân mến, đây là 5 thí sinh đã đạt giải 3 của nhóm lứa tuổi 2 ạ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy, thành viên hội đồng ban giám khảo lên trao giải 3. Thí sinh xuất sắc giành được giải nhì của nhóm lứa tuổi 2. Xin chúc mừng thí sinh Hồ Hoàng Hải Yến, số báo danh 05. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên, thành viên hội đồng ban giám khảo lên trao giải nhì. Hãy dành một tràng vỗ tay cho thí sinh đã đạt giải nhì ạ. Vâng, và chúng ta đã biết thí sinh xuất sắc nhất đạt giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Diệp Linh mang số báo danh 06. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Ngọc Quyến, giám đốc trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh lên trao giải nhất.